sẽ viết thật nhiều như vậy, nhưng đâu đủ ngọt bằng môi em. Mỗi đêm lạnh và có những thước phim, em có muốn mình sẽ cùng ngồi xem. Do anh sẽ chạy một mình vòng Sài Gòn để được cảm nhận những nỗi nhớ đi qua. Chiếc đồng hồ TikTok đã hơn 10 giờ kể từ lúc khi xa, và mỗi sáng thức giấc anh muốn trong mắt sẽ được thấy em cười. Đến vào hôm em sửa chén, bỏ quên công việc vì bản thân để thêm lười. Đâu đó chỉ vài giây thôi, vén vào mái tóc để lên bàn tay tôi. Còn những con đường mà ta chưa từng tới, và em vẫn thường nói anh đặt nụ hôn lên ngay môi. Sài Gòn này tròn nhất, ta có thể gặp và có thể lạc mất. Anh dự những